Mến chào quý vị và các bạn, Thùy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay bao gồm các nội dung sau. Trước tiên là tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Bản tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền trong thời gian 10 ngày tới. Và tiếp theo là bản tin cập nhật về diễn biến nguy hiểm của một vùng áp thấp hoạt động trên biển mạnh lên thành bão trên khu vực Tây Thái Bình Dương. Cuối cùng là bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Kính thưa quý vị, hiện nay hình thành một giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12 đến 14 độ vĩ bắc. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, với gió mùa tây nam ở phía nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên trong ngày và đêm nay ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Hiện nay ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa mưa to và một số nơi có lượng mưa lớn như Ba La Hai của Hòa Bình 73,2 mm, Phú Đô của Thái Nguyên 84 mm, Minh Quang của Vĩnh Phúc 136 mm, Thượng Hà Hai của Cao Bằng 120,4 mm, Hoài Đức của Hà Nội 80 mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm, và mưa dông tập trung vào chiều và tối. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động từ 40 đến 60 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Kính thưa quý vị thân mến, hiện nay qua theo dõi sát sao trên một số thiết bị dự báo nhiệt đới quốc tế, trong những giờ vừa qua chúng tôi tiếp tục thu thập được những dữ liệu phân tích từ một số cơ quan khí tượng trên thế giới về quá trình hình thành phát triển mạnh lên thành bão của một vùng áp thấp trên khu vực Thái Bình Dương có hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng về khu vực Biển Đông của nước ta. Với vị trí đo được ở tọa độ 12,20 độ vĩ Bắc, 135,45 độ kinh Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đang có xu hướng tiếp tục hoạt động mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, vị trí tâm của áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,54 độ vĩ Bắc, 138,12 độ kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 5, cấp 6, khoảng 40 đến 60 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về khu vực Biển Đông. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đang có những dấu hiệu hoạt động mạnh dần lên thành bão. Dự báo trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, cơn bão di chuyển chậm và hầu như ít di chuyển, mạnh lên nhanh chóng ở vị trí nó đạt được tọa độ 16,51 độ vĩ Bắc, 136,30 độ kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, khoảng 80 đến 100 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và tiếp tục mạnh lên trong những giờ tiếp theo. Dự báo trong khoảng 72 đến 96 giờ tiếp theo, cơn bão hầu như ít di chuyển và tiếp tục mạnh lên và cấp thang gió đạt gần cấp 5, khoảng 140 km/h. Vùng gần tâm bão là 190 km/h. Lúc này, một số cơ quan khí tượng thế giới cho rằng lý do mà cơn bão hầu như ít di chuyển là để gia tăng cường độ hoạt động khi đi vào khu vực biển ấm và có khả năng cơn bão này sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc tiến về khu vực của Nhật Bản. Kính thưa quý vị thân mến, trước sự xuất hiện của siêu bão Mawa trong những ngày vừa qua đã làm ảnh hưởng tới một số quốc gia như Philippines, Đài Loan, Trung Quốc, sau đó là Nhật Bản, đã cho chúng ta thấy những mối nguy hại vô cùng to lớn của cơn bão nhiệt đới, khó dự báo, kể cả về quỹ đạo cũng như cường độ hoạt động. Trong khi sự hoạt động rất mạnh của một cơn bão trên khu vực Thái Bình Dương, các chuyên gia khí tượng dự báo bão sẽ tiếp tục có một cơn bão được hình thành ngay trên khu vực Biển Đông của nước ta và trở thành cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên của năm 2023 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Chính vì vậy, chúng tôi xin đưa ra khuyến cáo với toàn thể bà con ngư dân đang sinh sống tại một số khu vực ven biển, cũng như quý vị đang theo dõi các bản tin để cao cảnh giác và thường xuyên theo dõi cập nhật những thông tin dự báo thời tiết hàng ngày với các bản tin cảnh báo nguy hiểm về sự xuất hiện của những cơn bão
bão nhiệt đới. Sau đây là bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới, từ đêm nay đến ngày 15, dự báo thời tiết trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Ở Bắc Bộ, chiều tối và đêm đến sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Riêng ở khu vực vùng núi và Trung Du sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày có nắng gián đoạn, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết ngày mai đến ngày 15 tháng 6, khu vực từ Bắc Bộ, ngày mai đến ngày thứ Năm sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, mưa lớn tập trung vào thời gian từ chiều và đêm. Từ đêm ngày thứ Năm đến ngày 14 tháng 6 sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Trung Bộ từ đêm ngày mai đến ngày 14 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng ở khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng ở vùng núi có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.